Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật nha, cũng chia sẻ với các bạn một cái tin khá nóng liên quan tới lĩnh vực nhà đất. Mà cả tháng nay rồi, từ khi mà luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai, luật nhà ở đồ ra đời đó, thì trong từ mùng 1 tháng 8 tới ngày 27 tháng 8 tất cả những hồ sơ nhà đất đó, nó bị vướng lại ở khâu tính thuế nha. Cho nên là mọi người mua bán nhà đất là chưa có sang tên được. Đó, tên coi như là cộng vật công chứng bình thường, người ta vẫn giao dịch, vẫn mua bán, vẫn đi công chứng. Nhưng khi nộp hồ sơ để đăng bổ đó, thì nó vướng khâu tính thuế, cho nên là nhà đất bây giờ là đang khựng lại cái việc bạc. Đó thì cũng nhiều người hỏi là bây giờ nhà đất ở các quận huyện đã cho đăng ký hay chưa, sang tên hay chưa. Thì tới thời điểm này thì chưa có cái việc bạc, nghĩa là hồ sơ vẫn chạy bình thường, vẫn ra công chứng, nó vẫn mua bán, vẫn đàm phán, vẫn đặt cọc. Có điều mà khi lên nộp lên các cái văn phòng quản lý đất đai đó, đăng ký đất đai đó, thì chuyển qua thuế thì nó bị tắc ở chỗ đó, tại vì chưa có cái khung giá để tính thuế, cho nên là phải chờ. Đó thì rất là nhiều trường hợp các quý vị bạn, rất nhiều trường hợp riêng. Ví dụ như là cái trường hợp mà sang tên như tặng cho này, thừa kế này, cũng chưa hoàn thành được cái thủ tục, mặc dù là cái trường hợp này được miễn thuế này quý vị các bạn, miễn thuế đó. Rồi nhiều cái trường hợp như xin tách thửa này, rồi nhiều tách thửa để mà người ta chuyển mục đích sử dụng để chia cho con cháu đó, để chia cho con cái đồ này kia. Nữa là cái xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cũng chưa có làm được. Rồi đặc biệt là cái người ta chuyển nhượng cái việc mua bán á, nghĩa là khi mua bán á, giao dịch mua bán á, cái đó mới cái hồ sơ rất là nhiều luôn. Chứng tỏ trong cái thời gian vừa qua thì cũng rất là nhiều hồ sơ nhà cửa người ta đã bán được ha, giao dịch thành công ha. Nghĩa là tới 5.448 hồ sơ chuyển nhượng á. À, chuyển nhượng từ người này qua người khác và đóng cái thuế thu nhập là 2% á. Nhưng mà cái hồ sơ đó là nhiều nhất luôn trong tất cả các cái hồ sơ. Và khi mà người mua trả tiền ra công chứng rồi nhưng mà nộp lên phòng đăng ký đất đai thì chưa có ra được, tại vì chưa có cái biểu thuế để mà đóng thuế thu nhập cá nhân cũng như thuế trước bạ. Đó thì hôm nay là một cái tin rất nhiều báo chí người ta đăng quý vị bạn, trên các cái trang báo thông tin đại chúng á, người ta đăng rất là nhiều. Nghĩa là một đoạn như thế này quý vị, mình trích các bạn này, báo cáo từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là từ ngày 1 tháng 8 tới ngày 27 tháng 8 này, cơ quan này tồn đọng hơn 8.800 hồ sơ đang chờ xử lý liên quan đến nghĩa vụ tài chính. Thì trong đó là có 364 cái hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, 277 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng. Chuyển mục đích sử dụng này là chuyển qua thổ cư rồi đó, các bạn, đất lúa rồi qua phi nông nghiệp rồi này kia không, ra cây lâu năm, rồi từ cây lâu năm qua thổ cư rồi này nọ đó. Và đặc biệt này là 5.448 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản. Đó, đây cái này là mua bán này, mua bán giao dịch đó, chuyển nhượng sau khi ra công chứng rồi ngang, công chứng toàn bộ rồi đó, nghĩa là tiền hai bên cũng coi như trả cho nhau rồi đó, bây giờ để đi đăng bộ. Thì trước khi đăng bộ là phải cơ quan thuế để trích cái thuế thu nhập cá nhân, cái thứ hai là phí cái phí trước bạ, đó hai cái chính rồi, hai cái chính, còn mấy cái phí khác thì nó nhỏ không đáng kể với bạn. Nhưng bây giờ bị tắc lại là lý do là chưa có cái bảng giá đất mới, cho nên là bên cơ quan thuế người ta không tính được, cho nên hồ sơ lại tồn đọng rất là nhiều. Đó, tiếp theo là có 2.737 hồ sơ không phát sinh nghĩa vụ tài chính, nghĩa là cái hồ sơ này là người ta nhận cái quyền thừa kế quý vị bạn, ví dụ như là có người mất rồi này kia đó thì thừa kế vợ chồng hoặc con cái hoặc cha mẹ đó, rồi cho tặng, ví dụ như là cha mẹ tặng cho con cái, ví dụ vậy đó, hoặc là con cái tặng ngược lại cho cha mẹ. Đó, đó là những cái hồ sơ đó cũng không làm được luôn. Mặc dù là những cái việc mà cho tặng thừa kế này nghe, là
thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng này là lệ phí trước bạ là không có không không không, không tính nha, nghĩa là không phát sinh nghĩa vụ thuế đó. Cho nên là cái lượng tồn đọng khá nhiều trong một tháng thôi quý vị bạn, tồn đọng khá nhiều. Đó thì khi mà cái tồn đọng này thì cũng có nhiều cái hệ lụy nó xảy ra đó quý vị các bạn. À, ví dụ như là khi mà người ta muốn cho con cháu rồi này kia ha, người ta tách ra, người ta lên thổ cư để người ta cho con cháu cũng không được, tại vì những cái người đó là thường thường những người già, những người lớn tuổi, người ta muốn làm cho xong cái nghĩa vụ cha mẹ đó. Rồi cái thứ hai nữa là áp lực nợ ngân hàng, cái này mới nặng đó quý vị các bạn. Áp lực nợ ngân hàng mới khá nặng đó. Tại vì khi mà người ta vay á, người ta gồng gánh không nổi cái lãi vay, cho nên người ta muốn bán cái nhà đi để trả nợ để mà giảm được cái lãi suất, giảm được cái này cái kia để còn dư ra chút đỉnh. Nhưng mà bây giờ không làm được, không đăng tên được, không bán được thì cái này mới là nặng đó. À, hoặc là những cái người mà người ta ốm đau rồi này kia, người ta muốn bán nhà để người ta coi như là lo chạy thầy chạy thuốc rồi này kia, những cái trường hợp đó cũng bị tắc lại ha. Rồi những cái người người ta đi định cư ở nước ngoài chẳng hạn, thì người ta cũng muốn bán nhà bán cửa để người ta đi đó, để người ta lấy một khoản kinh phí gì đó người ta đi, bây giờ cũng không làm được. Đó thì đó là một trong những cái mà rất nhiều người khá lo lắng, nhiều người lắm. Và cũng rất là mong cơ quan chức năng có ban hành cái bản giá đất mới để mà cái việc mà thông suốt cái hồ sơ thị trường bất động sản là khá cần đó quý vị bạn. Nhiều người cũng cái mòn mỏi chờ đợi đó cả tháng nay rồi quý vị các bạn, cả tháng rồi. Chứ ngày xưa thì rất là đơn giản, ví dụ như mình ra cái văn phòng công chứng với đầy đủ hồ sơ công chứng xong, trả tiền trả bạc là cái người mua người ta cầm cái hồ sơ đi đó. Cầm cái hồ sơ đi, người ta ra này đăng bộ. Thì quá trình đăng bộ là vừa đóng thuế thu nhập cá nhân, vừa đóng phí trước bạ. Thì trong vòng chừng khoảng, nếu mà cập nhật sổ đó quý vị, cập nhật sổ thì trong vòng từ 2 tới 3 tuần là xong rồi. Đó, nghĩa là văn phòng đăng ký đất đai người ta nhận hồ sơ thì trong khoảng 2-3 tuần là người ta trả hồ sơ lại rồi, và cập nhật tên vô sổ luôn rồi. Còn ví dụ như ai muốn mà làm sổ mới thì nó chậm hơn 30 ngày, 45 ngày là phải đo vẽ lại cái hiện trạng đồ này kia rồi ra tên mới thì nó hơi chậm hơn. Theo mình được biết thì ở Bình Dương á, cái việc này thì vẫn áp dụng bình thường quý vị bạn, vẫn tính thuế bình thường và người ta vẫn áp dụng cái đơn giá cũ, cho nên là hồ sơ không bị tồn đọng nha, các cái hồ sơ là vẫn chạy bình thường đó ở Bình Dương. Còn riêng thành phố Hồ Chí Minh là bị tắc ha, bị tắc cả tháng này rồi. Đó, cho nên là hôm nay Sài Gòn Camera cũng chia sẻ với quý vị và các bạn cái thông tin như vậy. Nghĩa là bây giờ ví dụ như trong cái thời gian này ai mua bán vẫn đặt cọc bình thường ha, ra công chứng bình thường và cứ làm hồ sơ nộp và chờ cơ quan thuế. Mình nghĩ thì trong thời gian cũng sớm thôi để mà giải quyết cái việc này thôi. Cho nên là hiện tại thì chưa có cập nhật ngay liền được, nghĩa là chưa có sang tên, chưa có ấy được mà phải chờ. Đó, nghĩa là tất cả các quận huyện mình hỏi các cái văn phòng công chứng thì người ta nói là vẫn công chứng bình thường, là đúng như vậy, công chứng vẫn bình thường, vẫn mua bán, nhưng mà bây giờ để cái khâu tính thuế là chưa có cái giá chính thức để mà tính thuế rồi, cho nên tất cả những cái hồ sơ đang còn nằm ở các cái văn phòng đăng ký đất đai. Đó, hôm nay là Sài Gòn Camera chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái thủ tục như vậy. Và tại sao mình nói là bây giờ là vẫn mua bán ầm ầm. Lý do mua bán ầm ầm là tại sao? Thì mình nó có cái trường hợp như vậy quý vị và bạn này. Nghĩa là trong một tháng, nhưng mà cái số liệu mình thống kê nghĩa là 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản. Đó, nghĩa là gần 5.448 hồ sơ như vậy, nghĩa là cái giao dịch giữa người bán với người mua nha, là người ta vẫn làm bình thường. Đó, người ta vẫn coi như là xem nhà, cũng thống nhất giá cả, rồi cũng đặt cọc, rồi ra công chứng và trả tiền trả bạc với nhau. Đó thì mình nghĩ cái việc mà ra mà đăng bộ á, thì mình nghĩ cái thời gian này cũng sớm thôi, chứ không có kéo dài. Thế bây giờ là được một tháng rồi,
thì mình nghĩ thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm ra cái biểu giá mới hoặc là làm theo cái kiểu cũ như thế nào thì cũng có hướng dẫn cụ thể. Cho nên là quý vị các bạn đừng lo. Trong thời điểm này là cái giá cả nó còn rẻ đó quý vị. Giá cả nó còn rẻ đó. Ví dụ như ai có tiền, có bạc, có coi như là có tích lũy được thì nên tìm kiếm nhà mua trong lúc này. Chứ không biết về sau nó như thế nào. Nó có thể nó có những cái sự biến động. Cho nên là mình thấy giá nhà cửa mấy hôm nay là người ta cũng chào bán khá ít lại. Cho nên ai có tiền có dư đó thì nên mua nhà cửa trong lúc này là mình thấy hợp lý nhất. Nhiều người người ta rao bán hoài không được quý vị ơi, rao bán hoài không được. Rao bán từ tháng này qua tháng nọ không được luôn. Mà cái áp lực người ta rất ghê gớm luôn, áp lực trả nợ ngân hàng là cái quyết định nhất. Cái thứ hai nữa là nhiều lúc cái việc mà anh chị em đồ này kia đó, người ta khi mà cái thừa kế của cha mẹ để lại đó, anh chị em thì đông cho nên người ta cũng có rất cần, nhưng mà anh chị em thì nghèo nữa, rất cần bán cái nhà chung của cha mẹ để lại để chia cho anh em mỗi người một ít để trang trải. Ví dụ như là ra kiếm một cái căn hộ chung cư, một cái căn nhà cấp 4 rồi chẳng hạn, ra vùng ven chút xíu à, thì người ta rất là cần, rất là cần. Cái thứ ba là có những người người ta định cư nước ngoài, bây giờ thủ tục xong hết rồi, xuất cảnh rồi này kia xong hết rồi không, bây giờ người ta cũng muốn bán nhà bán cửa để đi, người ta trang trải cái chi phí cũng như là tích lũy được một ít tiền gì đó để người ta sinh sống trong những cái tháng đầu chẳng hạn, ví dụ như vậy, bây giờ cũng vướng lại. Rồi cũng có những cái trường hợp bây giờ gia đình người ta nghèo quá, người ta có ít đất, ít ruộng rồi này kia đó, ít đất thổ cư hoặc là cái nhà nào đó ví dụ vậy, người ta đau ốm bệnh hoạn, người ta không có tiền, người ta cũng bán đi, người ta lo chạy chữa. Đó, đó là những cái trường hợp mà cần thiết nhất. Rồi một cái nữa là chuyển mục đích sử dụng đất. À, ví dụ như giờ anh em cha mẹ được tách thửa ra để cho người lớn rồi, dành có gia đình riêng hết rồi. Bây giờ tách cái thửa đất đó ra lên thổ cư để xin xây cái nhà nhỏ nhỏ gì đó để ở cũng vướng lại. Thì nói chung là rất là nhiều cái hoàn cảnh cũng như những cái lý do mà người ta cần để mà thông được cái việc mà chuyển nhượng sang tên nhà đất trong cái thời gian này. Thì mấy hôm nay thành phố cũng có những cái hướng dẫn chỉ đạo và là báo cáo lên cấp trên để mà làm sao để thông được cái khoản này, thông được cái việc giá nhà, giá đất biểu giá mới này. Thì nói chung là vẫn chờ. Và mọi người cũng đang chờ mệt mỏi nha, có những người mệt mỏi chờ đợi đó, phải nói như vậy. Đúng là dùng cái từ mòn mỏi thì rất là chính xác luôn. Đó thì hôm nay ngoài những cái việc mà các cái dự án bất động sản với việc bạn Sài Gòn Camera sẽ cập nhật những cái thông tin để quý vị nắm. Nhiều người cũng rất là mấy hôm nay nhiều người hỏi rất là nhiều về cái việc sang tên nhà đất đã có được hay không, hay là có bị vướng cái gì không, thì chỉ còn vướng một thủ tục đó thôi. Nếu mà quý vị các bạn vẫn xem được nhà, vẫn vừa ý, vẫn coi như đàm phán được cái giá cả thì vẫn tiến hành mua bình thường, và công chứng nữa cái nộp lên văn phòng quản lý đất đai để đó thôi, chờ cái biểu thuế thôi. Có thể giữ lại người ta một ít tiền để đóng thuế thu nhập cá nhân, đó là do thỏa thuận của hai bên. Đó mà mình nghĩ là cái giá bây giờ giá thực nha, bán bao nhiêu trong thực tế bao nhiêu thì ghi trong hợp đồng bấy nhiêu nha. Cho nên nếu mà khi mà ghi mà giá nó thấp hơn á, mà thuế người ta không đồng ý, người ta trả về là bị mệt đó, nó phải làm lại. Cái thứ hai nếu mà người ta thấy nghi kỵ nhiều quá là người ta chuyển qua cơ quan điều tra đó nha, chứ không phải là đơn giản. Cho nên là bán bao nhiêu thì mình ghi bấy nhiêu. Cho nên là mình giữ lại 2% hoặc 3% thuế thu nhập cá nhân gì đó thì cũng ok rồi. Cho nên là các bạn yên tâm cái chỗ đó, vẫn giao dịch mua bán bình thường, và sau khi có cái biểu thuế mới thì mình đóng thôi. Mình giữ nhiều hơn một chút xíu để mình đóng cái khoản tiền đó là ok. Hôm nay Sài Gòn Camera chia sẻ cùng quý vị và các bạn những cái thông tin như vậy. Cảm ơn quý vị và bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.